Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bà con nông dân trồng lúa ST25 tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị cho vụ mùa mới. Và để canh tác giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới này, bà con phải áp dụng một quy trình canh tác rất là chặt chẽ, từ khâu cải tạo đất đến gieo sạ cũng như là thu hoạch. Vậy quy trình này như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Tổ hợp tác nông nghiệp Đại Thành hiện có trên 100 hectare chuyên sản xuất giống lúa cấp xác nhận ST24, ST25 gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và bền vững với doanh nghiệp Hồ Quang, nơi sản xuất gạo ST25 nổi tiếng khắp thế giới. Tại đây, lúa được gieo cấy 2 vụ trên năm với quy trình canh tác nghiêm ngặt từ khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc đến thu hoạch. Thứ nhất là phải gieo mạ xanh. Quy trình làm mạ xanh thì giá thể là bụi dừa, mình trộn với sình ở dưới sông. Rồi đưa lên rồi rây sàn cho thật mịn, rồi mới trải trên một lớp bạc, trải sình lên rồi mới gieo giống. Rồi khi mà cấy thì chúng tôi cũng phải thường xuyên tiếp thử lẫn, rồi chúng tôi cũng phải có giám sát, rồi chúng tôi đôn đốc nhắc nhở bà con nông dân cần phải làm cho nó sạch, nhất là vệ sinh đồng ruộng. Cái cỏ dại này nọ là rất quan trọng, thì chúng tôi rất là nghiêm ngặt. Ông Nghĩa cũng cho biết, bên cạnh sản xuất tập trung, tất cả diện tích đều được thực hiện theo phương pháp gieo mạ, cấy máy, nhằm giảm lượng giống gieo sạ, hạn chế dịch hại, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.